Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 22 tháng 3 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, thời tiết các tỉnh thành miền Bắc đang khá khô giáo. Trong đêm nay, mưa chỉ xảy ra ở một vài nơi. Ngày mai trời nắng, đến tầm trưa thì nhiệt độ toàn khu vực sẽ tăng nhanh, trời có nắng. Nhiệt độ cao nhất trong trưa và chiều vào khoảng 26 đến 29 độ ở phía đông, 27 đến 30 độ ở phía tây, riêng khu Tây Bắc có nơi đạt mức 30 đến 33 độ. Nhìn chung thời tiết từ sáng đến tầm trưa sang đầu giờ chiều tốt, với nhiệt độ vừa phải thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Đến chiều tối mai, các tỉnh Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mới, nên thời tiết chuyển nhiều mây, khả năng xuất hiện mưa rào và rông. Lưu xuống miền Trung, sang đến ngày mai, toàn miền trời nắng, nhiệt độ trưa chiều vào khoảng là 26-29 đến 29 độ ở Bắc Trung Bộ, 29-31 đến 31 độ ở Trung Trung Bộ và 31 đến 33 độ ở Nam Trung Bộ. Dự báo đến đêm mai không khí lạnh chủ yếu chỉ tác động gây mưa cho khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ, tuy nhiên lượng không nhiều và khoảng từ 5 đến 15 mm, các khu vực còn lại thời tiết ít mưa. Thưa bà con, hiện tại dung tích trữ trung bình tại các hồ chứa trong khu vực Trung và Nam Trung Bộ chỉ đạt khoảng 62% so với dung tích thiết kế, thấp hơn năm 2018-2019 khoảng 20%, thấp hơn các năm 2015-2016 khoảng 6%. Đáng quan ngại là một số tỉnh hiện đang có dung tích trữ rất thấp như Ninh Thuận chỉ 28%, Bình Thuận 36%, Khánh Hòa 47%. Trước tình hình trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo các địa phương trong khu vực phải kiểm tra nguồn nước thường xuyên để cân đối, bố trí kế hoạch sản xuất, cơ cấu cây trồng hợp lý trong vụ hè thu. Các khu vực nguồn nước không đảm bảo phải dừng sản xuất. Ở những khu vực thiếu nước phải chuyển từ làm lúa sang các loại cây trồng khác ít cần nước hơn. Lịch thời vụ phải được xây dựng theo phương châm sớm hơn, tập trung hơn và thời gian xuống giống ngắn hơn. Những vùng khả năng bị hạn, thiếu nước tưới cần chuyển đổi cây trồng cạn như là vừng, sắn hoặc chuyển dịch mùa vụ gieo trồng để tránh thiệt hại do hạn. Vùng có nước tưới khi chuyển đổi thì cần đầu tư thâm canh các loại cây trồng hiệu quả cao như ngô lai, lạc, đậu tương và rau đậu các loại. Trên đất quý chuyển đổi cần quy hoạch bố trí gieo trồng tập trung cùng nhóm cây trồng như là vùng ngô lai, vùng đậu đỗ để dễ điều tiết nguồn nước. Tiếp tục với tình hình thời tiết ở phía Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng chưa có dấu hiệu giảm nhiệt đáng kể, phổ biến thời tiết vẫn khô nóng trong nhiều ngày qua. Nắng nóng ở miền Đông Nam Bộ với mức nhiệt là 35-36 độ, miền Tây là 32 cho tới 35 độ, còn vùng cao nguyên ở mức 31 đến 34 độ. Cục bộ có nơi nắng nóng. Thời tiết phù hợp cho các hoạt động hong phơi đồ khô, tuy nhiên xu thế nắng nóng kéo dài vẫn đe dọa nguy cơ cháy nổ, bà con lưu ý tiết kiệm nước ngọt dùng trong sản xuất và có thể tranh thủ thời điểm chiều xuống, mặn theo đường chiều rút bớt dần ra biển và bà con có thể tranh thủ tích trữ nước ngọt trong thời điểm này. Thưa bà con, tháng 3 hoa cà phê trên nương ở Lâm Đồng đang bước vào độ bung nở và đây cũng là lúc người nuôi ong có cơ hội khai thác mật thu lãi lớn. Mùa hoa cà phê thường bắt đầu sau Tết Nguyên đán. Đây là giai đoạn sau mùa thu hoạch và cây trổ bông cho đợt trái tiếp theo nên lượng mật nhiều. Mùa cà phê nở rộ không chỉ người dân ở Lâm Đồng, mà những hội chuyên sản xuất mật ở những nơi khác cũng đưa đàn đến địa phương để khai thác mật cho sản lượng cao. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và rông, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 cho tới 30 độ. Riêng Điện Biên, Lai Châu và phía Bắc Sơn La đạt mức 30 đến 33 độ, độ trung bình là từ 81 đến 86%. Phía đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa nhỏ rải rác vào sáng sớm, ngày trời hửng nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 cho tới 29 độ, và độ ẩm trung bình là từ 85 đến 90%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa về đêm, phía Nam mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, với nhiệt độ thấp nhất giao động từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc là 26 đến 29 độ, phía Nam là 29 cho tới 31 độ, độ ẩm trung bình là từ 79 đến 89%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 cho tới 33 độ và độ ẩm trung bình là từ 75 đến 82%. Khu vực vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 cho tới 34 độ, độ ẩm trung bình là từ 72 đến 79%. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng gió nhẹ, với nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho tới 27 độ, nhiệt độ cao nhất là 32 đến 35 độ, riêng miền Đông Nam Bộ đạt mức 35 đến 36 độ, độ ẩm trung bình là từ 73 đến 78%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.